Xin chào anh em nhé, xin chào toàn thể mọi người ạ. Hôm nay em Tuấn Hải Dương tiếp tục lên sóng cho anh em một cặp bồi cực kỳ ok nhá. Đầu tiên thì em số 1 đây anh em ơi. Rất là bộ, rất là ngon anh em ơi. Lông mỏng đoàn dài cao cầu hai chân song song. Tiếp tục có số 2 này. Màu đinh anh em nhá, bộ vừa thôi. Anh em nào thích màu đinh bộ vừa cực lanh chim thì bắt con số 2. Đây, đầu tiên thì em lên sóng con số 1 cho anh em nhé. Con số 1 này thì nó là một con chim bồi được tầm 3 tuần lồng anh em ạ. Thì đây cả nguyên cả cái lô này, trong đây là có tất cả là 5 con. Em vừa đi bắt ở nhà dân về 5 con này. Thì em lọc được 5 con này thì có một cái con này là em ưng ý nhất này. Ở đấy chân dây đỏ này, nên là ở nhà người ta em kè vào là nó ra đánh luôn anh em ạ. Kè chim cứng vào nó ra đánh và bung xòe liên tục luôn. Con này bung xòe cực kỳ nhạy, bung xòe luôn anh em nhé. Nhưng cái AV nhà người ta nó hơi khuất nên là em không quay video anh em ạ. Thì em chọn được 5 con này. 5 con này, tất cả những con bồi này thì đều là chim được từ tầm 3 tuần đổ lại thôi anh em ạ. Thì con dây đỏ cũng tầm 3 tuần anh em nhé. Con chim này rất là ok. Con này thì người ta bảo là người ta bẫy ở ngoài cực kỳ nhạy xòe luôn anh em ạ. Nhạy xòe đuôi luôn anh em ạ. Con này thì lúc em đến thì em test thì nó bung xòe liên tục luôn. Em kè chim cứng và nó bung xòe liên tục thì em bắt cả lọc được có 5 con này thì em mang về. Mấy con kia thì con này nó gọi là cọp chuồng rồi, thì nó cũng không dám thái độ lại với con này anh em ạ. Về em bắt vào hộp giấy mà mang về nhà một con dây đỏ nó chơi luôn. Nó rất là giữ chim anh em ạ. Mà anh em nhìn hình bộ với cả cặp chân thì cực kỳ đẹp luôn. Con này cặp chân không thể chê được vào đâu anh em ơi. Chuẩn hai chân song song luôn anh em nhé. Con này thì màu đinh đá lân anh em ạ. Bộ rất là gọn chim anh em ơi. Lông mỏng đoàn dài. Chim 3 tuần đồng. Con này lết cầu cực kỳ tốt luôn anh em ạ. Anh em nhìn xem clip nhé. Lết cầu nó cực kỳ tốt, cực kỳ nhanh cầu luôn anh em ơi. Mà vừa về nhà anh em nhé. Anh em phải hiểu vừa bắt tay từ hộp ra, à từ trong hộp ra. Thì chim ở nhà người ta em bắt thì em phải bắt buộc phải bắt tay ra để kiểm tra móng mỏ các thứ. Nên là anh em thông cảm nhé. Tất cả về thì vừa thả vào cái là con này nó thái độ kiểu dạng làm trưởng buồng luôn anh em ạ. Cực kỳ dữ. Nói chung là chim của dân em tuyển bổi thì em sẽ báo anh em luôn. Đây, trong đây 5 con này thì đều là bồi tuyển hết của dân. Thì nhà người ta em thì em vào tuyển được 5 con này. Con này thì là ok nhất anh em ạ. Mua chọn em định bắt có 2 con thôi. Nhưng mà người ta bảo bắt ít con người ta không cho chọn như thế anh em ạ. Nên em phải chọn được 5 con này anh em ơi. Nói chung là đều bộ được. Nhưng mà có con này thì nó là gấu nhất rồi. Thì chia đầu tiên thì về đầu tiên, chơi đầu tiên thì chia lại cho anh em trước anh em ơi. Con chim vừa mới về xong anh em nhé. Vừa bắt tay từ hộp giấy ra luôn anh em ạ. Thả vào lồng cái chơi luôn. Bổi như này nó mới đáng nuôi cho anh em. Hai chân song song, lông mỏng đoàn dài. Quá đẹp luôn. Móng bộ thì không chê được rồi. Chim 3 tuần lồng anh em ạ. Giao lưu anh em với giá là 1,7 triệu nhá. Con này thì em bán chuẩn là 1,7 triệu nhá. Anh em không bớt đâu anh em ạ. Vì bắt cả 5 con thì mới được con này là hay nhất rồi. Thì bán giá cực kỳ yêu thương rồi. Thật sự nếu mà con này mà chim về em chỉ cần để tầm khoảng 3 ngày thôi là con chắc chắn con chim chơi nó sẽ hay hơn nhiều, căng hơn nhiều anh em ạ. Vì vừa bắt tay nó vẫn còn sợ anh em nhé. Để tất bổi chim bổi mà anh em vừa bắt tay nó vẫn còn sợ. Nhưng mà cái quan trọng là cái độ tố chất của nó và cái độ gấu của nó. Về lồng cái nó chơi ngay. Rất là ok cho anh em nhé. Còn con số 2 thì ở phía sau. Số 2 thì bộ nó vừa chim, nó rất là lanh chim. Con hình bộ đấy thì số 2 thì cũng rất là ok anh em nhé. Thì anh em theo dõi phía sau. Em lên sóng từng con một thì tất cả con chim bồi em ưu tiên clip dài dài một chút cho anh em xem cho sướng anh em ạ. Nó xứng đáng với số tiền anh em bỏ ra. Thì anh em xem clip mà toàn hơn triệu, triệu rưỡi các thứ mà toàn clip mấy chục giây nó không xứng đáng đâu anh em ạ. Con chim nó nhiều khi nó gọi là kè nó chơi tí nó chạy thôi anh em ơi. Đây con chim nó test có clip dài hoàng hoàng cho anh em thẩm nó sướng anh em ạ. Nói chung là tuyển chim cho anh em cứ phải chất clip đẹp anh em ạ. Chứ như mấy ông đăng lên chim toàn mấy chục giây, ôi dồi ôi, hô giá trên trời các thứ thì loại khác anh em nhé. Còn
anh em nhiều khi anh em mới chơi vào cứ nghĩ là con 7 triệu các thứ là cao này kia, thật sự anh em vào xem các anh em khác toàn bán 3-4 triệu một con mà chim nó cũng rất là bình thường anh em ạ. Anh em nhìn rất ok chưa, chim nó đuổi chim cực kỳ gắt luôn, nói chung là nó thể hiện luôn một con quạp chuồng luôn anh em ạ, hai chân song song quá đẹp luôn. Anh em nào yêu thích Galo cho em Tuấn Hải Dương nhá, chim không tật lỗi đâu anh em ạ. Con số 2 thì ở phía sau, anh em theo dõi clip phía sau nhá. Tiếp tục là con số 2 đây anh em ơi. Con số 2 này sẽ thiên về cho anh em nào thích hàng màu đinh nhá. Bộ gọi là trung to đâu, không phải là bộ to đâu. Nó gọi là bộ khá khá thôi anh em ạ. Nhưng rất là anh chim. Tất cả con bổi mà màu đinh mà bộ kiểu này đảm bảo cho anh em cực kỳ nhanh chơi, là cực kỳ giữ chim anh em ạ. Nó lanh cầu lắm. Anh em nhìn con này lúc nào cánh kiểu dạng sẽ cánh gà tre đấu anh em ạ. Rất là giữ chim. Con này chim cũng được gần 3 tuần đồng anh em ơi. Bộ chung thôi nhìn rất là lanh chim, bông đít là to phè luôn. Nói chung cái mẫu này nhiều anh em rất là thích anh em ạ. Vì những cái mẫu mà màu đinh mà bộ chung chung ấy, nó lanh chim lắm, mà chơi nó rất là bền chim anh em ạ. Anh em nào yêu thích cứ ra ới luôn nhá. Con này thì em Tuấn Hải Dương giao lưu anh em với giá là 1,4 triệu anh em ơi. Con này clip nó rất là dài anh em ạ. Em quay clip con này nó đuổi đánh con khác rất là dài. Thì em cắt ngắn đi anh em ạ. Quay gọi là để lại 5-6 phút cho anh em xem thôi, anh em thẩm thôi. Con chim nó rất là dữ anh em ạ. Clip con này em quay phải 15 phút anh em ạ. Nó toàn đuổi đánh con kia thôi. Bộ thì tầm bộ trung to thôi. Nó đuổi đánh mấy con bộ to kia chạy rẽ đất luôn anh em ạ. Nói chung con chim chất thì bộ thì nó không quan trọng về bộ đâu. Em đã sở hữu mấy con bổi mà em đi bắt của dân nha, mà chim nó gọi là được tầm một khoảng 7-8 tháng thôi, chỉ tầm bộ như này, bộ y hệt những con này, màu đinh nó bộ vừa chim thôi. Bộ nếu mà nói đúng thì bộ không phải là chim đẹp lắm, mà con chim nó rất là nhanh chơi. Những con hai con bổi em cầm đấy là một con 6 tháng, một con 7 tháng ấy, thì đều được đã ăn cờ luôn, chim ăn cờ luôn anh em ạ. Vì đợt đấy em bán là bán cho hai khách đấy là chim đều 6-7 tháng, nhưng mà gửi lại em nuôi, thế là nhờ em đi thi hộ, thì đi thi đều vào top 20 luôn anh em ạ. Mà con chim có 6-7 tháng đồng nó rất là ok, hình bộ y hệt con này luôn, màu đinh thôi, nhưng chim nó bữa chim này nó lanh chim lắm anh em ạ. Thí thì cực kỳ yêu thương cho anh em rồi, 1.4 anh em nhé. Hôm nay thì thời tiết ngoài em vẫn rất là lạnh, có 10-11 độ thôi. Hôm nay thì 10-11 độ anh em ạ. Em vẫn quay test chim cho anh em bình thường. Còn chim chất thì mới quay được clip thôi anh em ạ. Còn mùa này mà chim bình thì không bao giờ quay được clip anh em ạ. Vì nó chỉ chơi được vài giây thì nó xù thôi mà. Chứ nó không thể chơi được lâu đâu anh em ạ. Thời tiết nó khá là lạnh. Con này anh em để ý bông đít cực kỳ to luôn. Và giữ chim luôn. Bộ vừa nhất đàn nhưng mà gấu nhất đàn luôn. Nên là nhiều khi anh em đi mua chim ấy, đừng xem trọng quá cái bộ hình bộ con chim, mà mình phải test được cái tố chất của con chim, thì con chim mình gột nó mới đã mất công anh em ạ. Chứ nhìn hình bộ đẹp thì chỉ nuôi để trưng bày thôi anh em ạ, để tủ kính thôi. Còn con chim anh em muốn nuôi gột đi thi các thứ, giàn giáo thứ, thì anh em phải test có cả clip do test ok thì anh em mới có tiềm năng để cho anh em chăm được. Chứ không phải là cứ con chim bóng bộ đẹp anh em mua về là con chim nó chơi đâu. Đừng chọn quá theo một cái tiêu chuẩn nào cả. Chủ yếu là mình phải test chim, con chim nó ok thì mình hãng bắt anh em ạ. Còn hình bộ thì nó chỉ là gọi là 50% thôi anh em ạ. Còn đâu về mình vẫn phải test chim bình thường anh em ạ. Test là khâu quan trọng nhất anh em nhé. Để anh em nuôi một con gột, một con bổi. Vì khi mà anh em test được ok rồi, con chim nó giữ chim rồi, nó bản lĩnh rồi, thì anh em nuôi gột mới yên tâm. Mình nuôi nó không mất công, vì con bổi nhiều khi nuôi rất là lâu anh em ạ. Chứ nhìn hình bộ đẹp thì có khi gột vài ba năm cũng chẳng chơi được anh em ạ.
Anh em nào yêu thích thì alo cho mình Tuấn Hải Dương nhá.